Cô vui mừng, mừng chào đón tất cả các em đã quay trở lại với tiết học lịch sử 6 trên trang web olm.vn Một đầu bài học ngày hôm nay, chúng mình hãy cùng nhau đọc câu đối sau và cho biết đây là ai? Ngàn năm lịch sử còn ghi, mê linh sông hát chỉ vì non sông Chị em một dạ một lòng, đuổi quân tô định khỏi vùng biên cương Các em đã đoán được đây là ai chưa? Các em giỏi lắm. Nhân vật được nhắc tới trong câu đố này chính là hai bà Trưng. Đây là những người phụ nữ oai hùng trong lịch sử dân tộc. Tiết học ngày hôm nay, cô cùng các em tìm hiểu về cuộc khởi nghĩa của hai bà trong bài 15. Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập tự chủ từ đầu công nguyên đến trước thế kỷ 10. Sau khi học xong bài, các em sẽ lập được biểu đồ, sơ đồ và trình bày được những nét chính, giải thích được những nguyên nhân, nêu được kết quả và ý nghĩa của các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của nhân dân Việt Nam trong thời kỳ Bắc thuộc. Kem thân mến, trong những tiết học của bài 14, Kem đã nêu được những chính sách cai trị hà khắc của chính quyền phương Bắc đối với nhân dân Việt Nam, và điều đó đã dẫn đến mâu thuẫn dân tộc trở nên sâu sắc hơn bao giờ hết. Đây chính là nguyên nhân sâu xa thúc đẩy phong trào đấu tranh của nhân dân ta bùng nổ mạnh mẽ. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng chính là cuộc khởi nghĩa lớn đầu tiên trong thời kỳ này. Cô mời các em cùng nhau tìm hiểu trong phần đầu tiên khởi nghĩa hai bà trưng trước hết chúng mình hãy cùng nhau đọc đận tư liệu được trích trong thiên nam ngữ lục trong đó có viết trưng chắc trưng nhị là con gái lạc tướng huyện mê linh hà nội ngày nay trước ách cai trị của nhà hán chồng của trưng chắc là thi sách bị tô định giết chết tương truyền trong lễ xuất quân tại cửa sông hát hát môn phúc thọ hà nội hai bà trưng đã đọc vang lời thề một xin rửa sạch nước thù hai xin đem lại nghiệp xưa họ hùng ba kẻo oan ức lòng chồng bốn xin vẹn vẹn sở công lênh này các em hãy cùng nhau đọc nhẩm lại đoạn tư liệu một lần nữa qua việc khai thác đoạn tư liệu chúng mình hãy cùng suy nghĩ và thực hiện nhiệm vụ dưới đây kỹ năng khai thác tư liệu của các em khá tốt đấy. Từ đoạn tư liệu, các em đã nêu được thông tin của hai bà Trưng, đó là Trưng Chắc và Trưng Nhị. Hai bà là con gái của một lạc tướng, quê ở huyện Mê Linh, ngày nay thuộc về Hà Nội. Nguyên nhân sâu xa khiến cuộc khởi nghĩa của hai bà Trưng bùng nổ, đó là ách cai trị tàn ác của nhà Hán khiến cho nhân dân rất oán hận. Và một nguyên nhân nữa đã tác động trực tiếp tới cuộc khởi nghĩa của hai bà Trưng, đó là thi sách, chồng của bà Trưng Chắc đã bị thái thú Tô Định giết chết. Chính bởi những nguyên nhân đó mà mùa xuân năm 40, Trưng Chắc và Trưng Nhị đã dựng cờ khởi nghĩa ở cửa sông Hát, này thuộc Hát Môn, Phúc Thọ, Hà Nội. Cuộc khởi nghĩa của hai bà đã diễn ra như thế nào? Cô mời các em cùng nhau quan sát lực đồ khởi nghĩa hai bà Trưng. Chúng ta phân tích một chút về lực đồ. Các em quan sát phần chú giải nào. Hình ảnh ngọn lửa chính là nơi hai bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa. Tiếp theo xuống mũi tên liền màu xanh là các đội nghĩa binh kéo về tụ nghĩa. Rồi hình ảnh mũi tên liền màu đỏ, chính là nghĩa quân Hai Bà Trưng tấn công. Ký hiệu mũi tên đứt màu đen là quân Tô Định rút chạy. Hình ảnh ngôi sao, nghĩa là nơi nghĩa quân giành thắng lợi. Và cuối cùng, những nét đứt màu đỏ là biên giới quốc gia ngày nay. Từ việc phân tích và quan sát lược đồ, các em hãy cho cô biết, nghĩa quân của Hai Bà Trưng đã giành được thắng lợi ở đâu? kèm giỏi lắm như vậy chúng ta thấy hai bà trưng đã phất cờ nổi dậy tại cửa sông hát vào năm 40 và các tướng lĩnh khắp nơi đều quy tụ về cuộc khởi nghĩa điều này cho thấy sự ảnh hưởng và tính nhân dân của cuộc khởi nghĩa hai bà trưng rồi từ sông hát nghĩa quân đã theo đường sông hồng tiến xuống đánh chiếm căn cứ quân hán ở mê linh và cổ loa hà nội sau đó nghĩa quân tiếp tục tấn công thành lưu lâu bắc ninh và chiếm được trị sở của chính quyền đô hộ Cuộc khởi nghĩa đã giành thắng lợi bước đầu, trưng chắc lên ngôi vua và đóng đô ở Mê Linh, Hà Nội. Dưới đây là bức tranh dân gian đông hồ, vẽ về cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Các em thấy, quân Hán đứng đầu là Tô Định đang hốt hoảng bỏ chạy. Trong khi đó, nghĩa quân của Hai Bà Trưng lại rất mạnh mẽ, hùng dũng, đi đến đâu đều như có do cuốn và phạm vi ảnh hưởng rất rộng lớn. Cuộc khởi nghĩa của hai bà Trưng đã giành được quyền tự chủ cho đất nước trong 3 năm, nhưng đến năm 42, nhà Hán đã sai tướng là mã viện đem quân sang đàn áp. Trước tình thế đó, nghĩa quân của hai bà Trưng kháng cự kiên cường gần một năm, nhưng do thế giặc mạnh nên buộc phải rút. Theo tương truyền, đến năm 43, hai bà Trưng đã gieo mình xuống sông Hát tuẫn tiết. Mặc dù vậy, khởi nghĩa hai bà Trưng cũng có ý nghĩa rất lớn đối với lịch sử dân tộc. Cùng mời các em cùng nhau suy nghĩ và trả lời câu hỏi sau. kèm trả lời tốt lắm cuộc khởi nghĩa của hai bà trưng là cuộc khởi nghĩa lớn đầu tiên trong thời kỳ bắc thuộc chính vì thế đây là cuộc khởi nghĩa mở đầu cho thời kỳ đấu tranh giành độc lập tự chủ lâu dài và bền bỉ của người việt không chỉ dừng lại ở đó cuộc khởi nghĩa còn thể hiện tinh thần yêu nước ý chí anh hùng của người phụ nữ việt nam để tưởng nhớ công lao của hai bà người dân đã lập đền thờ tại mê linh hà nội hàng năm từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 10 tháng riêng âm lịch sẽ mở hội. Trong tiết học ngày hôm nay, cô và các em đã cùng nhau tìm hiểu về cuộc khởi nghĩa lớn đầu tiên trong thời kỳ Bắc thuộc, khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Các cuộc khởi nghĩa còn lại, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong những tiết học tiếp theo. Cô cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những bài học tiếp theo trên trang web olm.vn.